chào tất cả anh em. What? Xíu mình sẽ đi review hết cái resort này cho anh em xem trong resort này có gì. Có bãi biển nữa anh em. Bãi biển riêng của resort. Yay. Hồ bơi. Bây giờ mình với Vibo sẽ qua kỳ biến cái hồ bơi. Chào tất cả anh em. Hôm nay mình sẽ... Hôm nay để thay đổi không khí, mình sẽ kiếm một cô gái đẹp quay hiếp chung để anh em thay đổi tầm mắt. Mà kiếm gái đẹp ở đâu ta? Nhà mình, ngoài bà ngoại mình. Có bé Hân sẽ trả công cho Hân một hộp bánh. Rồi bây giờ đi quay thôi Hưng. No. Không chịu hả? Chạy này kiếm người quay khổ quá anh em. Chịu mà vậy? À, còn Vibo nè. Mới đầu kiếm không được, mà mình chịu khó kiếm một xíu cũng ra người rồi anh em. Cuối cùng cũng ra được Vibo. Vibo đi quay clip chung không? Thôi, tao bận đi làm rồi. Đi làm kiếm tiền. Thì bây giờ mày nghỉ làm đi. Quay clip với tao, tao chỉ tiền cho. Cùng quay clip kiếm tiền. Ờ, để tao suy nghĩ đã. Thôi bây giờ Vibo thích quay cái gì? Quay ăn uống hay cái gì đó? Vibo thích quay cái gì? Đi quay du lịch đi, tao đi liền. No. Chết rồi anh em, bây giờ tôi thấy bí rồi. Kiếm người quay đã khó, bây giờ nó còn đòi đi du lịch. Chưa kiếm tiền ra là thấy tống tiền rồi đó anh em. Mà mình vừa thế rồi, chẳng lấy quay với bé Hân sao quay được. Vậy là chuyến này mình phải tốn tiền rồi anh em. Đi gấp quá anh em, bây giờ mình phải xuống dưới sàn đồ. Còn cái vụ đi du lịch mình sẽ giao cho Vibo. Chết rồi anh em, đi gấp quá, bây giờ mình phải sàn đồ. Còn con cao dài à? Làm sao mà đi? Bây giờ mình lỡ đầu tư tiền mướn Vibo để đi quay với mình rồi. Mình mà nó không có đồ, không có đi, mình sẽ lỗ tiền chứ không có clip cho anh em xem nữa. Chuyến này lỗ nặng rồi anh em. Mình mới đi mua đồ về rồi anh em. Bây giờ tới mai mình thử đồ để coi mình mua cái gì. Hồi nãy gấp quá mình bóp lại cho nó kịp giờ chạy chuyến bay anh em, để coi cái này giá nhiêu. Bốc nhanh quá, bốc lộn trong cao cao nữ luôn anh em. Thấy gớm luôn. Mình tới sân bay rồi anh em, bây giờ tụi mình gửi xe. Tụi mình gửi xe để lên máy bay anh em. Đi. Đi. Dạ. Gì? Mày thấy mày quên gì không? Có quên gì đâu. Không quên gì, đi tiếp đi. Quý bó định đợi nó mà hiểm để lên máy bay luôn em cho nó ngầu. Bây giờ tụi mình sẽ cất nón. Mở cớp ra để không mất nó em. Đúng rồi anh em, treo nón vô cớp. Kia nào cũng có đồ móc để treo nón vậy nè. Tôi cũng treo nón tôi luôn chứ để mất nón tôi. Đồ treo nón gãy mẹ rồi. Thôi kệ, mình treo nón bên đây chung với Vibo cũng được anh em. Gãy mẹ hai bên rồi. Mày đẩy phụ tao cái vali coi. Đây. Chứ đẩy đèn quẹt. Thôi tao đập mẹ á. Ở đây em đẩy không cho. À, ở đây giùm đi. Nãy giờ cũng mệt rồi, đàn ông chẳng lẽ nó mệt. Quý bò đẩy cũng đỡ anh em. Alo. Mẹ. Vừa đẩy được mấy giây. Đi nãy giờ nửa tiếng hồ mệt quá trời. Bây giờ mới tới sân bay nè anh em. Bây giờ mới lên máy bay nè. Mệt như chó luôn. Sẽ cặp cho gái quên cặp mình luôn mới ghê. Hay quá à, lỡ lên máy bay rồi thì sao? Mình kiếm phi công quay ngược lại. Đây, trước mặt các bạn là thủ phạm. Đi xe độ 1 triệu đi, rồi đi máy bay. Mỗi vé 1,5 triệu, hai đứa 3 triệu. Lượt đi lượt về 6 triệu. Chỗ này người ta làm đẹp ghê anh em. Bây giờ tụi mình để xe tới, chở mình đi tới khách sạn. Vibo, làm gì cũng dây tai nghe được không? Bận tay rồi, tay cầm máy quay, tay cầm điện thoại rồi. Nè, phải gì này không? What? Mày rảnh ghê. Ủa,
tivi nè. Ồ, tivi bật lên. Đù, hay vậy? Đập cái lên luôn anh em, tivi xịn. Cái resort này, ví bo đặt. Nhìn cái biển luôn nè. Xa xa kia là biển nha anh em. Để mình vô review cái toilet cho anh em xem. Rộng ghê á. Để tôi coi này có gì nữa tôi review cho anh em xem. Đây là cái tủ nè anh em. Hết hồn. Vì bỏ dẫn vô cái resort này cũng ok anh em. Có hồ bơi này đâu đàng hoàng luôn. Tôi đang coi giá tiền của cái phòng này. Giống trong hình rồi đó. Nó đặt bao nhiêu để lúc đi về thanh toán. Nghe nói vì bỏ nói rẻ lắm anh em. What? Ngồi coi gì vậy thích không? Sao mày không nói trước giá cho tao từ đầu vậy? Để cho mày bất ngờ. Một đêm 3 triệu anh em. Gì đâu mày ơi. Tao muốn có 2 đêm à. Thôi bây giờ gán làm việc. Mướn con này mắc tiền quá anh em. Nè trợ lý, cắm cục pin máy quay để tiếp tục quay vlog. Ok. Mày cắm lỗ nào? Mày muốn cắm lỗ nào? Tất nhiên là cắm cái lỗ trên cổ điện rồi. Sắm đi đi. Sắm đi cắm đi. Mày đứng đây, tao cắm vô lỗ. Lỗ rúng à. Để coi Vibo. Ok đó. Ngon. Cắm vô đúng ổ điện rồi. Mày bỏ vô thùng rác vậy? Vậy nó mới ngon. Ngầu rồi anh em, đi chơi thôi. Trời tối rồi, lên TV rồi. Giờ này tối còn đi đâu nữa. Anh dẫn đi bò, đi ăn đêm anh em. Tối rồi đi đâu chơi được cái đó. Kêu đi. Kêu mấy món anh? Thì em thích món nào kêu món đó đi. Anh nói đó nha. Nghe anh món này nha. Ừ, kêu đi, thoải mái đi. Anh ăn món này nữa nha. Ừ. Món này nha, món này nha. Ok anh em tuyệt tàn rồi. Ủa sao không muốn vô không ăn? Mày coi kìa. What? Vậy không muốn khuyến mãi con sầu nữa. Bao Vibo ăn mà nó còn mua quà đem về nữa anh em. Nó đang lựa áo con nhỏ này. Hai đồ bông. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp, gái đẹp. Bây giờ để tiếp tục cuộc hành trình, mình sẽ review cái resort này trước anh em. Phòng này của mình thì có 3 triệu thôi, nhưng mà có phòng lên tới 9 triệu luôn anh em. 9 triệu rưỡi cũng có nữa. 9 triệu rưỡi là gì vậy em Vio? Đó là biệt thự riêng, xét bãi biển, có hồ bơi riêng. Một xíu mình sẽ đi review hết cái resort này cho anh em xem trong resort này có gì. Có bãi biển nữa anh em, bãi biển riêng của resort đúng không? Dây, hồ bơi, ăn sáng miễn phí anh em. Nhờ anh này cái được không? Gì? Vô review toilet. Vì toilet làm gì chồng? Thì cái này cái điện thoại. Điện thoại trong công ty để làm cái gì? Ví dụ alo chị ơi, hết hàng trường đích rồi. Bây giờ xem nè anh em. Còn phía bên này á là bồn tắm heo. Khi mà mình tắm xong rồi đó anh em, phía bên này ta có cái sấy để sẵn cho mình nè. Mình có thể sấy đít. Bây giờ đợi Vibo thay đồ xong, tụi mình sẽ đi ăn sáng. Vibo nếu thay đồ xong rồi anh em. What? Ủa Vibo, mày đi ăn sáng? Hay là mày đi đám cưới vậy? Anh bật nhạc cho em đi luôn, mua sình cho đẹp nha. Ừ. Ngu, dắp té con. Khi mình bước ra khỏi phòng mình là một con ngựa. Giỡn với anh em thôi, cảnh xung quanh nè anh em.
Ủa, đi ăn sáng đường nào chị? Mày ngựa, mày đi đằng kia. Wow, tới ngồi đi. Này cái gì vậy ta? Wow, như cô gái đi ngủ trong rừng vậy. Cái này là khu chính triệu nè anh em. Đây là bãi biển nè anh em. Đây là nhà hàng mà đang đám cưới nè anh em. Đó, bãi biển nè, bãi biển riêng của resort. Không bây giờ mình vô ăn sáng đã. Rảnh ghê. Đây là món tráng miệng. Tụi mình chọn một chỗ ăn sáng. Hợp với tráng miệng đẹp lắm. Vĩ Bo đi lấy cà phê cho mình rồi. Ủa Vĩ Bo uống gì vậy? Cappuccino. Còn lấy cho anh gì? Cà phê. Đứng mặt đâu hả? Cà phê đó mày không thấy hả? Đâu? Nè. Anh em ơi, giờ mình ăn sáng sang chảnh ở resort nè. Còn bữa ăn của mình đúng chất lượng luôn. Đúng sang chảnh luôn. Sao mày gấp đồ ăn vậy, thấy gớm mày lên tivi? Đúng thiệt, đồ ăn mình gấp. Nhìn thấy gớm quá anh em. Đồ ăn Vĩ Bo, nhìn một trời một vật luôn. Mình sẽ chơm miếng của Vĩ Bo. Ăn thử. Mày chụp hình mà. Chả cho nó chụp hình trước cái đã. Nó phải cúng trước khi nó ăn mình. Trời, lẻ miếng hả? Nãy tôi lỡ cắn miếng rồi. Cố gắng đi. Mình ăn thêm miếng canh tráng miệng nữa là xong buổi sáng của mình rồi anh em. Rước cái đạm bạc, đơn giản. Rồi, giữ hình tượng. Đang quay, đang quay. Rồi rồi rồi, hết quay rồi đó. Ăn bình thường đi. Trước mặt mình là một cái dốc anh em. Trước khi ra biển á, có một cái cổng hai bên màu xanh rất là dễ thương. Ở resort người ta làm mấy cái chòi này để cho mình ngồi nghỉ ngơi. Trước biển có mấy cái ghế dễ thương ghê. Mình sẽ sống ảo cho Vĩ Bo. Chụp cho Vĩ Bo vài kiểu hình. Rồi tạo dáng cho dễ thương đi. Dáng nào dễ thương? Biết tạo dáng đại đi chụp nè. Dáng gì em thấy đẹp nhất á? Mày ngồi nhậu hả? Bây giờ mình với Vĩ Bo sẽ qua kỳ biên cái hồ bơi. Ơ, sao mày đạp váy tao hoài vậy lên TV? Vậy tụi mình ra hồ bơi phía trước anh em thấy không? Em hình như tới hồ bơi rồi đó. Lỡ đạp chung váy Vĩ Bo nữa rồi. Vĩ Bo nó thay bikini để nó kỳ biên cái hồ bơi rồi anh em. Tao không biết bơi mà sao mày? Thử đi, chứ tao không biết nó sao không nữa. Ê, nắm đầu ta. Thì tao thấy mày chết đuối, nắm đầu mày tao kéo vô. Chứ chết đuối, bắt đầu tao chứ chết đuối tao chọc mày thôi. Mày nắm đầu người ta kéo vô. Dạ, hả, ai biết mày chọc tao? Mình làm cái bo giận rồi anh em, giờ bắt xe đò về luôn, chán ghê. Có xíu không giận.